Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới về piano Đức Giang. Đó là sản phẩm máy đập nhịp của hãng Nikko Nhật Bản. Mọi người sẽ nhìn vỏ ngoài có rất nhiều chữ tiếng Trung Quốc. Vì thật ra đây là hàng được mình nhập trực tiếp từ bên Trung Quốc về. Làm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản nên mọi người dùng rất yên tâm nhé. Thật ra là mọi người sẽ thấy là những hãng nổi tiếng như Yamaha hay rất nhiều hãng khác đều có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, đấy là chuyện rất bình thường, nhưng không phải là cứ made in China thì là hàng không tốt. Đây ở trong hộp có một cái túi để đựng chứa, nghĩa là các bạn sẽ không có thể di chuyển mang theo máy đập nhịp cho vào túi. Ngoài ra còn có một cái kẹp để kẹp bản nhạc. Còn đây là sản phẩm chính, đó là máy đập nhịp của chúng ta. Bóc hơi khó, mình sẽ quay lại clip sau. Xin chào mọi người, mình lại quay lại. Đấy, như các bạn thấy, mình vừa phải tắt máy để có thể bóc được cái bọc này vì họ dán rất cẩn thận. Máy rất đẹp, chắc chắn. Đây, sản phẩm được làm rất cẩn thận, chi tiết. Mọi thứ bên trong đều bằng đồng, rất đẹp. Máy móc bằng đồng. Đây, mình thử đây. Sao chưa kêu nhỉ? Mọi người đợi chút nhé, mình xem lại là do lý do gì. À, có thể là do hết cóp. Mình chưa kiểm tra. Ok, chuẩn. Đó là do hết cót nhé mọi người nhé, không phải bị hỏng gì cả. Ok, máy đập nghe tiếng rất hay, tiếng rất dễ chịu. Ok, tiếng nghe cũng rất đều nhé, mình vừa để tốc độ chậm. Cũng như các máy đập trước đây mình đã nhập thì nó cũng đều có nấc để chỉnh các loại nhịp. Ví dụ bây giờ mình đang để là nhịp 6 thì mọi người sẽ thấy bây giờ mình sẽ đập nó sẽ có 6 vách. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Ok, vậy nhá. Cảm ơn mọi người.